Ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, non sông nối liền một dải, Bắc Nam sum họp một nhà. Thế nhưng ít ai biết rằng, ở một quần đảo xa xôi phía Tây Nam của Tổ quốc lại chưa thể trọn vẹn niềm vui trong ngày đất nước thống nhất. Bởi mãi đến 27 ngày sau đó, sau những trận thảm sát kinh hoàng thì nơi đây mới chính thức được giải phóng. Và quần đảo mà 5 phút thôi muốn giới thiệu với các bạn trong video ngày hôm nay chính là quần đảo Thổ Chu. Thổ Chu ngày nay vẫn là một trong những quần đảo còn giữ nguyên nét hoang sơ vốn có ban đầu và chưa có nhiều hoạt động du lịch diễn ra tại đây. Vậy quần đảo này có điều gì đặc biệt? Vị trí địa chính trị của nó đối với nước ta ra sao? Tiềm năng phát triển như thế nào? Tất cả sẽ được 5 phút thôi giải đáp ngay trong video dưới đây. Một số thông tin về quần đảo Thổ Chu. Quần đảo Thổ Chu hay còn có tên gọi khác là quần đảo Thổ Châu là một quần đảo gồm 8 hòn đảo lớn nhỏ nằm trong vịnh Thái Lan. Toàn bộ quần đảo này cấu thành xã đảo Thổ Châu thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Thổ Châu là tên gọi đầu tiên của quần đảo xuất hiện từ thời Nguyễn Ánh, còn Thổ Chu chỉ mới xuất hiện sau này. Cái tên Thổ Châu được cho là chú Nguyễn Ánh đặt trong thời kỳ Bôn Tẩu. Ông không bao giờ đặt tên là Thổ Chu vì kỵ húy tổ tiên của mình là Nguyễn Phúc Chu. Mặc dù trong Hán tự, Chu và Châu vốn được viết cùng một tự dạng nhưng vẫn được gọi là Châu. Đến sau năm 1975, một số cán bộ miền Bắc gọi nơi đây là Thổ Chu và dần phổ biến như ngày nay. Vì để cho mọi người dễ dàng nhận biết nên trong video này 5 phút thôi sẽ gọi là quần đảo Thổ Chu. Về vị trí thì quần đảo này nằm cách mũi Cà Mau khoảng 160 km về phía Tây Bắc, cách đầu mút phía Nam đảo Phú Quốc khoảng 100 km về phía Tây Nam và cách quần đảo Polowai của Campuchia khoảng 89 km về phía Đông Nam. Cùng với nhà giàn DK1 ở bãi Cà Mau thì các đảo quần đảo Thổ Chu cũng án ngữ tại vị trí cửa ngõ giữa đất liền với vịnh Thái Lan. Các đảo này có thể đóng vai trò là vệ tinh trọng điểm cho các hoạt động từ đất liền vươn ra vùng biển Tây Nam, phát triển các hoạt động trên biển, mở rộng giao thương với các quốc gia trong vịnh Thái Lan. Quần đảo Thổ Chu cũng nằm sát sườn với đường hàng hải quốc tế, là tuyến vận tải biển quan trọng kết nối Bangkok, Sihanoukville, thành phố Hồ Chí Minh, Hồng Kông nên nó có vị trí chiến lược rất quan trọng. Từ đây, chúng ta có thể lập các căn cứ để kiểm soát, phong tỏa vùng biển và vùng trời, đồng thời kiểm soát hoạt động của các tàu thuyền ra vào vịnh Thái Lan nhằm đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng kinh tế, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ta. Hơn nữa là việc sở hữu quần đảo này cũng giúp chúng ta tăng yêu sách chủ quyền và quyền tài phán ở vịnh Thái Lan, cũng như thiết lập vùng nước lịch sử với Campuchia. Trước đây, giữa Việt Nam và Thái Lan thì có một vùng trồng lấn rộng khoảng 6.000 km2, do Việt Nam có tính đến hiệu lực của đảo Thổ Chu, còn Thái Lan thì phủ nhận hiệu lực của đảo này. Nhưng ngày 9 tháng 8 năm 1997, Việt Nam và Thái Lan đã ký hiệp định về phân định ranh giới trên biển giữa hai nước. Theo hiệp định, Việt Nam được 32,5% diện tích vùng trồng lấn. Trước đó vào năm 1993, các tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã bất ngờ đồng loạt tấn công và nã đạn như mưa sang con tàu gỗ của Công an Nhân dân Vũ trang tỉnh Minh Hải, nay là Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, đang neo đậu tại bãi cạn Cà Mau. Sau đó 15 chiến sĩ bị họ bắt, ép nhận tội với cái gọi là tội danh cướp biển nhưng không thành. Ngoài ra, do nằm ở cuối lớp đảo phía ngoài, xa bờ, nằm cạnh các ngư trường lớn và vùng dầu khí ở phía Tây Nam, nên quần đảo Thổ Chu rất thuận lợi để phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, dầu khí, hàng hải, thương mại, đồng thời khẳng định chủ quyền của nước ta trên một vùng biển và thềm lục địa rộng lớn, giàu tiềm năng về tài nguyên. Quần đảo Thổ Chu có tổng diện tích là 13,98 km2. Đảo lớn nhất của quần đảo này cũng mang tên là Thổ Chu, với diện tích là 12,402 km2. Trên nhiều hải đồ của người phương Tây từ các thế kỷ trước, thì đảo Thổ Chu thường được ghi là Polo Panjang, gốc từ tiếng Mã Lai, có nghĩa là cù lao dài hoặc đảo dài. Về hòn đảo này, 5 phút thôi sẽ làm chi tiết ở phần dưới, các bạn nhớ theo dõi nha. Ngoài đảo lớn Thổ Chu, quần đảo này còn có 7 hòn đảo khác là Hòn Khô, Hòn Nhạn, Hòn Kèo Ngựa hay còn gọi là Hòn Xanh, Hòn Từ còn gọi là Hòn Vọng, Hòn Cao Cát, Hòn Mô hay còn gọi là Hòn Cái Bàn và Hòn Cao. Trong số này, Hòn Nhạn là một đảo có diện tích khoảng 2.000 m2 với điểm cao nhất đạt độ cao 40 m so với mực nước biển. Tuy là một đảo nhỏ nhưng đây lại là một hòn đảo có ý nghĩa quan trọng khi nó được biết đến là điểm A1 trên đường cơ sở để tính lãnh hải Việt Nam. Như trong video về quần đảo Phú Quý đã từng được 5 phút thôi làm trước đó, nước ta có chuỗi đảo chạy dọc theo bờ biển được vận dụng để xác định đường cơ sở thẳng. Vào năm 1982, chính phủ nước ta tuyên bố xác định đường cơ sở thẳng ven bờ lục địa Việt Nam gồm 10 đoạn nối 11 điểm. Và Hòn Nhạn chính là điểm đầu tiên nằm trên đường cơ sở để tính lãnh hải Việt Nam. Và tính từ Hòn Nhạn trở vào thì đều thuộc vùng nội thủy của Việt Nam, còn trở ra chính là vùng đặc quyền 200 hải lý của nước ta. Vào năm 2017, sau hơn một năm xây dựng, mốc chủ quyền quốc gia ghi tọa độ điểm A1 trên Hòn Nhạn
đã được khánh thành và bàn giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang quản lý và bảo vệ. Không chỉ là nơi có mốc chủ quyền và đánh dấu điểm A1 trên đường cơ sở để tính lãnh hải Việt Nam, Hòn Nhạn còn là một hòn đảo rất đặc biệt, bởi trước đây nơi đây không có cây xanh, chỉ toàn là những bụi cỏ và đá trắng xếp chồng lên nhau, tạo thành nhiều hang cạn, làm nơi trú ngụ cho loài nhạn, một loại chim thuộc họ én. Cũng chính vì vậy mà người ta mới đặt cho hòn đảo cái tên là Hòn Nhạn, và nó cũng là vương quốc của riêng loài chim này. Cứ vào tầm tháng 6 âm lịch là chim nhạn từ bốn phương trời lại bay về đây sinh sôi nảy nở. Nó thường đẻ từ 1 đến 2 trứng trên tảng đá trơ trọi hoặc trong hốc đá. Chúng không ấp trứng như các loài chim khác, chỉ canh chừng trứng trong vòng 1 tháng. Khi hết mùa sinh sản thì chúng sẽ di chuyển đi nơi khác sinh sống, cho tới mùa sau mới quay trở về hòn đảo này. Tuy nhiên, những năm vừa qua, nhiều người ra đảo bắt nhạn, lấy trứng nên số lượng ngày càng ít dần và chúng trở nên nhát, hoảng sợ, bay loạn xạ khi nghe thấy ghe tàu hoặc bóng người xuất hiện gần đảo. Ý thức được giá trị của loài chim nhạn cũng như vai trò của chúng trong việc góp phần làm đa dạng các loài chim biển, nên các lực lượng hải quân, biên phòng, công an xã đảo Thổ Chu đã phối hợp cùng triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn nạn bắt chim, lấy trứng nhằm bảo tồn loài chim này. Hiện nay trên đảo Hòn Nhạn cũng đã xuất hiện một số mảng xanh, đó là công sức của bộ đội đồn biên phòng Thổ Chu. Họ đã cần mẫn mang theo các cây trồng hợp với nắng và gió, môi trường khô hạn ra đảo. Mỗi đợt tuần tra, các chiến sĩ đều mang thêm can nước ngọt ra để tưới cho từng gốc cây và hiện nay đã có những cây cao gần bằng đầu người. Nếu có dịp ra quần đảo Thổ Chu thì bạn cũng có thể ghé thăm hòn đảo này, bởi nó chỉ cách hòn đảo chính hơn 3 km. Ngoài check-in cột mốc chủ quyền quốc gia thì Hòn Nhạn còn là một nơi lý tưởng để đắm mình trong làn nước biển xanh ngắt, lặn ngắm san hô đủ màu sắc và ngắm hoàng hôn trên biển trong không gian đầy tiếng nhạn kêu. Đó chắc chắn là những trải nghiệm thú vị mà du khách không thể bỏ lỡ. Quần đảo Thổ Chu, nơi cuối cùng của nước ta được giải phóng. Cuối tháng 4 năm 1975, trước sự tấn công như thác đổ của quân ta, lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đóng quân trên quần đảo Thổ Chu cũng phải tháo chạy, bỏ mặc người dân bơ vơ trên đảo. Lúc bấy giờ, ước tính có khoảng 500 dân, đa số là người Kinh gốc Rạch Giá và chỉ có 4 gia đình gốc Khmer. Sau khi chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh kết thúc, thấy quân ta vẫn chưa kịp ra tiếp quản quần đảo Thổ Chu, ngày 10 tháng 5 năm 1975, chính quyền Khmer Đỏ cho một tiểu đoàn đổ bộ lên trên đảo, đóng chiếm và bắt 500 người dân đưa sang quần đảo Polowai tàn sát, nay thuộc tỉnh Kampot, Campuchia, và lập bộ máy chính quyền mới, đào hầm hào công sự, lập tuyến phòng thủ. Trước đau thương và mất mát trên, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ thị cho quân chủng Hải quân và quân khu 9 đánh và giải phóng quần đảo Thổ Chu. Đêm ngày 23 tháng 5 năm 1975, tàu Hải quân chở gần 200 chiến sĩ từ Phú Quốc ra Thổ Chu. Rạng sáng ngày 24 tháng 5 năm 1975, bộ đội ta tập kích bãi rong và tấn công vào các khu vực khác. Một ngày sau đó, ta giải phóng đảo Thổ Chu, diệt và bắt sống hơn 500 lính Khmer Đỏ. Phía ta hy sinh 4 và bị thương 14 chiến sĩ. Tiếp đó, sáng ngày 27 tháng 5, bộ đội Hải quân đưa 2 tù binh Khmer Đỏ là đại đội trưởng và xã trưởng lên đảo Hòn Từ và Hòn Cao Cát gọi hàng đồng bọn. Sau 2 tiếng, toàn bộ lính Khmer Đỏ đang chiếm giữ trái phép hai đảo này phải đầu hàng. Đến trưa cùng ngày, quần đảo Thổ Chu hoàn toàn được giải phóng. Tuy vậy, vào năm 1977, Khmer Đỏ lại một lần nữa tập kích vào đảo Thổ Chu, nhưng cuối cùng cũng bị quân ta tiêu diệt toàn bộ. Sau khi đóng giữ thành công quần đảo Thổ Chu, tiểu đoàn 410 thuộc trung đoàn 195, quân khu 9, lực lượng tham gia đánh và giải phóng quần đảo Thổ Chu được lệnh ở lại đóng giữ và xây dựng đảo. Đầu tháng 1 năm 1995, đảo Thổ Chu được nâng cấp lên đảo cấp 1, cấp trung đoàn. Sau đó, Bộ Quốc phòng ra chỉ thị bàn giao nguyên trạng lực lượng, vũ khí và trang bị trên đảo Thổ Chu cho quân chủng Hải quân quân khu 9, lấy tên là trung đoàn đảo Thổ Chu. Ngày 25 tháng 4 năm 2014, trung đoàn đảo Thổ Chu chính thức về quân khu 9 và đổi phiên hiệu thành trung đoàn 152. Cuộc sống trên đảo Thổ Chu, đảo lớn nhất của quần đảo Thổ Chu ngày nay. Vào tháng 5 năm 1973, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã thành lập xã Thổ Châu thuộc quận Kiên Thành, tỉnh Kiên Giang trên cơ sở bao quát quần đảo Thổ Chu và các đảo lân cận. Đến năm 1974, xã Thổ Châu sáp nhập vào quận Phú Quốc. Sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và xảy ra sự kiện thảm sát nói trên, thì xã Thổ Châu bị giải thể và sáp nhập vào xã An Thới thuộc huyện Phú Quốc. Mãi đến năm 1994, theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc đưa người ra sinh sống trên đảo Thổ Chu, thì ngày 27 tháng 4 năm 1992, tỉnh đã đưa những hộ dân đầu tiên ra theo các đợt, đợt 1 là 7 hộ gia đình. Lúc đầu người dân ra, bộ đội trên đảo đã hỗ trợ bà con sớm ổn định chỗ ở và chủ động giải quyết khó khăn của bà con trong đời sống. Các hộ gia đình được chu cấp lương thực, thực phẩm để sinh sống. Thời gian đầu, việc nuôi trồng và khai thác thủy hải sản cũng chưa phát triển. Bộ đội còn giúp dân dựng lều lán, nhà cửa, rồi đóng ghe, thuyền để khai thác hải sản trên biển. Đặc biệt,
người dân khi bị đau ốm sẽ được các cán bộ trạm quân dân y kết hợp khám, cấp phát thuốc miễn phí. Trường hợp bệnh nặng hơn sẽ có tàu của Hải quân và Bộ đội Biên phòng chở vào đất liền chữa trị. Đến ngày 24 tháng 4 năm 1993, thị xã Thổ Châu được tái lập, trực thuộc huyện Phú Quốc và hiện nay là thành phố Phú Quốc. Xã Thổ Châu cũng chỉ có một ấp là ấp Bãi Ngự với 8 tổ tự quản. Nói một chút về cái tên Bãi Ngự thì vào năm 1782, trên đường chạy trốn sự truy đuổi của nghĩa quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã đến lánh nạn hầu hết các đảo trên vùng biển Tây Nam, trong đó có đảo Thổ Chu. Vì vậy, hầu như đảo nào cũng có bãi biển được đặt tên là Bãi Ngự, tức là nơi vua đến. Điều này cũng đã khẳng định rằng ông cha ta đã xác lập chủ quyền ở đảo Thổ Chu từ rất sớm. Trong số 8 đảo thuộc quần đảo Thổ Chu thì chỉ có đảo lớn Thổ Chu là có đủ điều kiện thổ nhưỡng và môi trường sinh sống phù hợp để người dân sinh sống và định cư lâu dài. Bên cạnh đó, đảo cũng có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh của nước ta. Với diện tích là 12,402 km², đảo hiện là nơi sinh sống của khoảng 500 hộ gia đình với khoảng 1.900 nhân khẩu. Theo số liệu năm 2020, phần lớn là lực lượng hải quân và biên phòng lập gia đình và định cư ở đây. Những đảo còn lại của quần đảo Thổ Chu thì hầu như không có dân cư sinh sống trên đó vì diện tích quá nhỏ và khan hiếm nguồn nước ngọt. Vì cách xa đất liền, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, điều kiện cuộc sống, sinh hoạt và đi lại của người dân cũng như các lực lượng trên đảo vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là mùa biển động. Không giống như quần đảo Phú Quý, hiện nay cứ 5 ngày mới có một chuyến tàu ra đảo Thổ Chu. Tuy nhiên, ai nấy cũng một lòng cùng bộ đội hải quân và biên phòng bám biển, giữ từng cột mốc chủ quyền, một lòng đoàn kết, nỗ lực xây dựng đảo ngày càng phát triển. Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc và gió mùa tây nam, cho nên từ tháng 9 đến tháng 4 âm lịch, người dân tập trung ở bãi ngự, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 âm lịch, người dân lại tập trung buôn bán ở bãi rong. Những năm gần đây, Thổ Chu là ngư trường đánh bắt nhộn nhịp bậc nhất và cũng là căn cứ hậu cần và trung chuyển hải sản quan trọng của các tàu cá, tạo nên một cái chợ nhộn nhịp ở giữa vùng biển Tây Nam. Nhiều tàu đánh bắt cá xa bờ ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bến Tre, Cà Mau, v.v. ra ở lại nhiều tháng để đánh bắt trên vùng biển này. Hiện ngành nghề chủ yếu của người dân trên đảo là kinh doanh, sản xuất, sơ chế mực, đánh bắt hải sản xung quanh đảo, nuôi trồng hải sản, chăn nuôi và trồng trọt, v.v. Xã đảo Thổ Châu hiện có khoảng 66 chiếc tàu, công suất từ 8 đến 24 CV, chủ yếu khai thác và đánh bắt xung quanh đảo. Nhiều hộ dân trên xã đảo còn tận dụng đất xung quanh nhà để trồng rau, tự cung tự cấp phục vụ gia đình. Các mặt hàng lương thực và hàng tiêu dùng thì chủ yếu nhập từ đất liền ra để cung cấp cho người dân và các ghe đánh bắt. Trên đảo Thổ Chu cũng đã có cầu cảng. Công trình này không chỉ bảo đảm công tác vận chuyển hàng hóa thiết yếu, cung cấp cho người dân mà còn biến Thổ Chu trở thành cửa ngõ giao thương của các sản phẩm hải sản. Dù còn rất hoang sơ so với các quần đảo khác, nhưng nếu so với trước kia, điều dễ nhận thấy nhất là đảo Thổ Chu đã phát triển hơn rất nhiều, với nhiều công trình đã và đang xây dựng. Những năm qua, nhiều công trình dân sinh quan trọng như trường học các cấp, trạm y tế, bưu điện, trạm thu phát sóng, v.v. đã được xây dựng tại đây. Nhiều trục đường giao thông trên xã đảo cũng đã được hoàn thành, hệ thống internet cũng được hoàn thiện hơn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên đảo cũng từ đó mà ngày càng được nâng cao hơn. Cùng với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của xã Thổ Châu, trên đảo còn có các đơn vị đóng quân như là trạm radar 610, tiểu đoàn 551 vùng 5 Hải quân, trạm hải đăng thuộc Bộ Giao thông Vận tải, đài khí tượng thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, trung đoàn 152 thuộc quân khu 9, đồn biên phòng Thổ Châu, trạm cảnh sát biển thuộc vùng cảnh sát biển 4. Được mệnh danh là viên ngọc thô của vùng đất Kiên Giang, Thổ Chu mang trên mình tiềm năng để phát triển kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch. Hàng năm, hòn đảo cũng thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan. Tuy nhiên, vì những lý do về an ninh quốc phòng nên chỉ có người Việt mới được ra đảo. Thổ Chu không chỉ có cảnh quan thiên nhiên đẹp và hùng vĩ, mà trên đảo còn có những công trình văn hóa, tâm linh. Một trong số đó là đền thờ Thổ Châu được xây dựng vào năm 2011, ngôi đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sĩ hy sinh trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đảo. Đền cũng là nơi tưởng niệm hơn 500 người dân vô tội bị quân Khmer Đỏ giết hại. Hàng năm có hàng nghìn lượt du khách đến viếng thăm, tưởng nhớ, bày tỏ niềm tri ân cho những người đã ngã xuống. Đảo Thổ Chu mang dấu ấn lịch sử qua hai cột mốc chủ quyền được xây dựng vào năm 1956 và năm 1976. Một do Việt Nam Cộng Hòa xây dựng bằng chất liệu xi măng và đá rửa, đã cũ kỹ rêu phong, khẳng định chủ quyền Thổ Chu. Bên cạnh cột mốc cũ là cột mốc to đẹp hơn, được xây dựng năm 1976 và được chính quyền xã phục chế vào năm 2003. Hiện đây là một trong những điểm check-in phổ biến của du khách khi du lịch đảo Thổ Chu. Ngoài ra, khi đến Thổ Chu, du khách nhất định phải đến tham quan ngọn hải đăng được đặt tại đây. Ngọn hải đăng Thổ Chu được xây dựng vào năm 2000, được đặt trên đỉnh cao nhất của đảo với chiều cao tháp đèn là 18 m, có tầm chiếu xa khoảng 29 hải lý vào ban ngày, 27 hải lý vào ban đêm.
Ngọn hải đăng có tác dụng chỉ dẫn tàu thuyền hoạt động trong khu vực quần đảo, giúp tàu thuyền biết được vị trí của mình và phương hướng hàng hải trong vùng biển Kiên Giang. Khi leo lên ngọn hải đăng, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát cả quần đảo, ngắm nhìn phong cảnh và lưu giữ nhiều bức ảnh kỷ niệm tại đây. Đảo Thổ Chu, đảo bộ đội trên vùng biển Tây Nam. Kể từ khi đóng giữ và bảo vệ quần đảo cho đến nay, cùng với các lực lượng khác, các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 152 của Quân khu 9 vẫn ngày đêm cùng nhân dân trên đảo kiên cường bám đảo, tích cực sản xuất, bảo vệ chủ quyền và an ninh biển đảo của Tổ quốc. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thì trong nhiều năm qua, cán bộ chiến sĩ tại đây còn thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, giữ gìn màu xanh trên đảo. Nhìn từ xa, Thổ Chu ngập tràn màu xanh mát khi rừng chiếm gần 80% diện tích của đảo. Rừng phủ kín đảo Thổ Chu là rừng nguyên sinh với hệ thực vật trên 200 loài, chiếm ưu thế là các họ bứa, đậu và hồng xiêm được bảo vệ nghiêm ngặt. Trước đây, diện tích rừng nơi đây thường xuyên bị chặt phá, nhưng trong những năm qua, tình trạng này đã không còn diễn ra nhờ vào sáng kiến bảo vệ rừng của các chiến sĩ Trung đoàn 152. Không còn sử dụng nhánh cây rừng, thay vào đó là những thanh củi chấu đã trở thành vật liệu đốt để các chiến sĩ ở đây nấu nướng hàng ngày. Ban đầu thì nhiều bà con trên đảo Thổ Chu không hưởng ứng vì việc mua củi chấu từ đất liền tốn kém hơn so với chặt củi trên rừng. Tuy nhiên, bên cạnh việc hỗ trợ vận chuyển củi chấu giúp bà con, Trung đoàn 152 còn tăng cường vận động, tuyên truyền, nhờ đó mà hiện nay hầu hết người dân trên đảo đã không còn lên rừng lấy củi. Ngoài việc vận động người dân không vào rừng đốn củi, Trung đoàn 152 còn xây dựng hồ chứa nước ngọt với dung tích 130.000 mét khối ở giữa núi rừng. Đây không chỉ là nguồn nước sạch cung cấp cho sinh hoạt của bộ đội và người dân trên đảo mà còn phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, qua đó giữ màu xanh cho hòn đảo tiền tiêu này. Nằm giữa trùng khơi cực Tây Nam của Tổ quốc, khu tăng gia sản xuất của Trung đoàn 152 nhiều năm qua không chỉ mang lại nguồn lương thực đầy đủ, an toàn cho các chiến sĩ mà còn đảm bảo cung cấp thực phẩm và an ninh lương thực trên đảo trong những thời điểm biến động, lúc tàu bè không vận chuyển hàng hóa từ đất liền ra được. Khu tăng gia sản xuất này có tổng diện tích khoảng 10.000 m2, phân làm 4 khu chức năng, bao gồm hệ thống dàn rộng 4.500 m2, khu vực trồng rau ăn lá rộng 3.000 m2, khu trồng rau gia vị rộng khoảng 700 m2, hệ thống trồng rau muống nước rộng 2.000 m2. Ngoài ra, còn có khu chăn nuôi diện tích sử dụng 400 m2, phục vụ nhu cầu heo thịt, khu chế biến cá hộp với công suất 5 đến 7 tấn hàng năm. Bên cạnh đó, những năm qua, các chiến sĩ còn thực hiện tốt công tác cứu hộ cứu nạn và là điểm tựa của người dân trên đảo và ngư dân vươn khơi bám biển. Kể từ khi được thành lập cho đến nay, các y bác sĩ bệnh xá quân dân y Trung đoàn 152 đã phối hợp hiệu quả với các y bác sĩ trạm y tế xã Thổ Châu, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho quân và dân trên đảo. Hàng năm, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đều tăng cường kíp phẫu thuật của Bệnh viện Quân y 121 và Bệnh viện Quân y 120 ra đảo. Nhờ đó hầu hết các trường hợp cấp cứu nội khoa, ngoại khoa đều được giải quyết kịp thời. Những năm qua, đơn vị cùng với chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân về phát triển kinh tế và phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Lực lượng đóng quân trên đảo cùng với địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới như làm đường giao thông, bảo vệ môi trường xung quanh và chính sách an sinh xã hội. Những ngày lễ Tết đều thăm hỏi, động viên bà con nghèo, tham gia xây cất nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, giúp bà con phần nào có cuộc sống ổn định, gắn bó lâu dài trên đảo. Vừa rồi là những thông tin về quần đảo Thổ Chu. Nếu muốn địa điểm nào được khám phá kế tiếp thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.